thái tử đang trên đường đi đến thăm thập nhất hoàng tử, hắn rất vui mừng lần này may mà có ba vị đệ đệ. Từ xa vang đến tiếng gọi cửu cửu, thập hoàng tử và thập nhất hoàng tử đồng thanh nói đệ đúng là phúc tinh của chúng ta, cửu cửu, có thể để các ca ca hôn một cái không? Cửu cửu đưa hai tay ôm lấy má, không, 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 ngày nào cũng bị người ta hôn mệt lắm. Cửu cửu vừa chạy vừa xua tay không, cô đụng trúng thái tử ca ca đang đi tới. Đệ là thập bát đệ sao? Trông thật đáng yêu, cửu cửu nhìn thấy thái tử thì hai mắt phát sáng cảm thán thái tử ca ca tới rồi, thái tử ca ca cũng thật đẹp trai. Thái tử nghe được giọng nói của cửu cửu thì sừng sốt, cái gì đây, đây là âm thanh gì? Cửu cửu thấy hắn sững người thì nhìn hắn, thái tử ca ca sao vậy? Thái tử giật mình chốc lát thì cũng không ngạc nhiên, bởi vì quốc sư đã dạy hắn rằng bên ngoài thế giới còn có những thứ ly kỳ, đây là tiếng lòng của thập bát đệ. Ánh mắt của thái tử liền kiên định, bình tĩnh, sự tồn tại của đệ ấy là có lý do. Thái tử dù bị thương nhưng vẫn muốn ôm cửu cửu vì cửu cửu rất đáng yêu, đặc biệt khi mặc quần áo con gái càng khiến hoàng tử càng dễ thương hơn. Thập bát đệ, cho thái tử ca ca ôm một cái nhé. Cửu cửu không chịu ôm, thái tử ca ca bị thương, mà cửu cửu không phải là thập bát đệ, cửu cửu là thập bát, còn chưa nói ra đã bị thái tử che miệng lại, tất cả là tại phụ hoàng bắt đệ giả trang thành nữ nhi, khiến đệ đã không phân biệt được mình là nam hay nữ nữa rồi. Thập bát đệ, đệ phải nhớ rằng đệ là một nam nhi đường đường chính chính. Hai vị hoàng đệ, ngày đó các đệ không màng đến tính mạng bảo vệ ta, hôm nay ta thề tại đây, ngày sau ta nhất định sẽ bảo vệ các đệ bằng cả tính mạng, nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Thái tử ca ca đúng là người quân tử không gì sánh bằng, thật đáng tiếc trong sách lại bị Phượng Thải Vi liên lụy đến chết, suốt đời không biết được tiểu thư Dư gia vì mình mà hy sinh, thật là một câu chuyện tình yêu bi thương, nếu thái tử ca ca và tiểu thư Dư gia thành thân thì tốt biết mấy. Thập hoàng tử và thập nhất hoàng tử đều chăm chú lắng nghe, còn của họ thì sao? Họ cũng muốn lấy được một người vợ tốt. Trưa hôm nay ở Thu Thủy Phủ có rất nhiều người đang ăn cơm, Thái hậu đã đi Hàn Sơn tự cầu phúc cho nước Tây Sở đã lâu rồi, Hoàng hậu và Thục Phi là người hiếu thảo luôn theo hầu Thái hậu, ngày mai tất cả sẽ trở về cung. Nghe Hoàng đế nói xong tiếng lòng của cửu cửu vang lên, Phi tần Thục Phi đó chính là sủng phi của phụ thân hở. Chính bà ta đã khiến mẫu thân phải mang tội thông đồng phản quốc. Ôi, kẻ xấu ngày mai sẽ xuất hiện, không biết phụ thân hở có trừng phạt bà ta không nhỉ? Cửu cửu chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ về cung điện, có tâm trạng tồi tệ và không thể ăn được. Hoàng đế Chiêu Ninh dỗ dành, cửu cửu, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không? Phụ thân hờ không biết tính toán sao? Tội danh của mẫu thân và ca ca ta còn chưa được xóa bỏ, ai mà nuốt nổi chứ? Hoàng đế Triều Mến nói phụ hoàng dẫn con đi dạo trong ngự hoa viên nhé. Xem có con bướm nào không? Cửu cửu vui vẻ đi bắt bướm, vì niềm vui bắt bướm nên tạm thời quên đi muộn phiền. Hoàng đế cưng chiều nhìn cô bé, trẻ con vẫn là trẻ con. Đó là mùa xuân và hoa đang nở rộ, bướm đang bay quanh những bông hoa, có rất nhiều loài bướm để bắt. Cho đến khi hai người đang bắt bướm sau hòn non bộ thì nghe thấy tiếng thì thầm từ bên cạnh, nghe nói chưa, ngày mai thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương và thục phi nương nương sẽ trở về cung. Tất nhiên là đã nghe rồi, đợi thái hậu trở về huống chi lý phi còn bị cáo buộc cấu kết với kẻ địch phản quốc. Thập bát hoàng tử cũng không rõ ràng, sinh ra là một thế thiếp đã hợp tác với kẻ thù và phản quốc, còn cố gắng lấy lòng hoàng đế có ích gì? Lý phi tần thông đồng phản quốc và thập bát hoàng tử chắc chắn sẽ bị đuổi trở lại lãnh cung, hơn nữa Thục phi nương nương luôn được hoàng thượng yêu quý, nếu bà ta trở về cung, hoàng thượng chắc chắn sẽ không còn nhớ đến đôi mẹ con kia đâu, hai kẻ phản bội, hai mẹ con sẽ không kiêu ngạo được bao lâu. Nghe xong những lời này, sắc mặt cửu cửu lập tức sụ xuống không còn muốn bắt bướm nữa, cô vứt bỏ dụng cụ bắt bướm và tuyệt vọng một mình trở về, ta chơi mệt rồi về trước đây, không ai được theo ta. Hoàng đế vội vàng gọi cửu cửu, hắn đã tốn rất nhiều công sức để dỗ dành cửu cửu, ngừng nghĩ đến những điều tồi tệ đó và vui vẻ bắt bướm, nhưng chỉ với vài lời từ bọn họ mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Hoàng đế tức giận ra lệnh bắt hai tên cung nữ lắm mồm đó lại, cắt lưỡi của chúng cho ăn sau đó đánh chết bằng gậy, cơn thịnh nộ của hoàng đế thật hung bạo và bạo lực. Sáng sớm hôm sau khi thái hậu trở về cung, các phi tần trong mỗi cung điện và hoàng tử đều ra chào đón bà, cửu cửu đã sớm bị Lý phi lôi ra khỏi giường thay quần áo đi ra ngoài gặp thái hậu. Cửu cửu vẫn còn sợ hãi trước những gì nghe thấy ở vườn thượng uyển ngày hôm qua, lẩm bẩm mẫu thân, nương có nghĩ thái hậu sẽ không thích chúng ta không? Lý phi nói thái hậu bà ấy vô cũng nhân từ, năm đó cũng chính thái hậu thấy ta đã có thai, bất chấp mọi ý kiến để giữ lại mạng sống của ta, Lý phi luôn ghi nhớ những ân tình này. Trong lúc cửu cửu đang suy tư, hoàng đế Chiêu Ninh nhìn thấy nói cửu cửu đáng yêu thế này, hoàng nãi nãi của con nhất định sẽ rất thích con. Cửu cửu vui mừng đến mức còn chủ động hôn hoàng đế Chiêu Ninh, vậy cửu cửu không sợ nữa. Lúc này thái giám hô to cùng nghênh thái hậu hồi cung. Lúc này thái hậu, hoàng hậu và thục phi cùng tùy tùng đang đi về phía hoàng đế, sắc mặt thái hậu có vẻ không tốt, chỉ là không biết vì sao tâm tình không tốt. Cửu cửu lập tức trở nên bất an suýt tè ra quần. Chuyện này sao có thể khác với lời mẹ và ông bố rẻ tiền nói. Hoàng nãi nãi này trông nghiêm khắc quá, trông vẻ mặt có vẻ rất không vui. Mãi cho đến khi thái hậu tiến lên, mọi người đều đứng dậy bái lạy, sắc mặt của thái hậu mới khá hơn một chút,
Ánh mắt bà liếc nhìn về Cửu Cửu, ta không ở trong cung thời gian qua, xem ra đã xảy ra không ít chuyện. Mẫu hậu, người cuối cùng cũng trở về, đây là Cửu Cửu mà con đã nói trong thư trước đây. Hoàng đế thầm thì là con đã để nó giả nữ trang, nếu người có giận thì cứ trách con, đừng trách Cửu Cửu, cũng đừng trách Lý Phi. Cửu Cửu và Lý Phi đều vô tội, hoàng đế cảm thấy có lỗi với hai mẹ con. Khí chất của hoàng nãi nãi này mạnh mẽ quá, rất dữ, rất đáng sợ, Cửu Cửu sợ quá. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, ta dữ và đáng sợ lắm sao? Không đúng, sao ta lại nghe được tiếng lòng của đứa trẻ này? Hoàng thượng, ta giận con đấy, có một tiểu công chúa đáng yêu thế này mà không sớm báo cho ta biết, để ta có thể trở về sớm hơn. Sau khi thái hậu bày tỏ nội tâm oán hận, sắc mặt liền dịu đi rất nhiều, bà mỉm cười cố gắng hiền từ đưa tay ra với Cửu Cửu. Cửu Cửu ngoan, mau để hoàng nãi nãi ôm nào. Thái hậu không quan tâm Cửu Cửu là con trai hay con gái, thái hậu đã yêu Cửu Cửu, ngay lần đầu nhìn thấy Cửu Cửu thanh tú và dễ thương như vậy, trên đời sao lại có cô bé đáng yêu như Cửu Cửu thế này. Nhìn xương cốt và dung mạo của Cửu Cửu này, ánh mắt sắc bén của thái hậu như lửa soi thấu mọi tâm can. Bọn họ thật là bị bệnh mắt, rõ ràng đây là tiểu công chúa xinh đẹp mà. Cửu Cửu ngoan quá, đây là quà hoàng nãi nãi tặng con. Ta thích hoàng nãi nãi nhất. Thái hậu ôm Cửu Cửu, đó là một loại cảm giác tự hào, ánh mắt hoàng đế nheo lại đầy ganh tị, thích nhất sao? Cửu Cửu, cái đồ nhỏ tham tiền này. Cửu Cửu cũng nhìn về phía phụ hoàng, còn chưa nói gì thì bên cạnh thục phi âu yếm nhìn Chiêu Ninh hoàng đế, trong mắt tràn đầy ý nói hoàng thượng, những ngày xa người, thiếp ngày đêm đều nhớ đến người. Ừ, thục phi đã vất vả rồi, dạ yến đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi nào. Lúc này thái độ của hắn đối với thục phi rất lạnh lùng, không giống như trước kia thục phi cảm thấy có gì đó thay đổi. Hoàng đế muốn mời Cửu Cửu đến và ôm nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể thỉnh thoảng hỏi mẫu hậu ôm Cửu Cửu có mỏi tay không. Để nhi thần bế Cửu Cửu là được. Cửu Cửu tinh nghịch đưa tay làm hề trêu hoàng đế. Trong bữa yến tiệc hoàng đế thỉnh thoảng lại hỏi người ôm Cửu Cửu mãi có mệt không. Thái hậu trợn mắt nói hoàng thượng, người tối nay hỏi vấn đề này đây là lần thứ 10 rồi, ta không mệt. Thái hậu, ngài là mẫu hậu của ta, ngài có thể nhường nhịn con trai của mình được không? Thục phi lúc này tiến tới, nâng ly rượu Chiêu Ninh hoàng đế sau đó thấp giọng nói hoàng thượng, thiếp kính người một chén, thiếp ngày đêm nhớ đến bệ hạ, tối nay người ở lại cung của thiếp được không? Tiếng lòng Cửu Cửu vang lên, người xấu, hại người, ghét chết đi được, cha hờ của ta sẽ không đến chỗ bà ấy đâu. Khi nào cha hờ mới có thể trả lại sự trong sạch cho mẫu thân đây? Rõ ràng tất cả đều là do thục phi gài bẫy vu oan cho mẫu thân, thông đồng với địch bán nước là tội lớn ngập trời mà. Để tránh cho thục phi nhận ra có điều gì không ổn, hoàng đế đã uống rượu trước mặt ả ta. Hoàng thượng, thiếp đã chuẩn bị canh giải rượu trong cung của mình, thiếp sẽ chờ người đêm nay,